Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung Thế giới hoàn mỹ tập 108. Trong thành đô Thạch Quốc, tiên thần còn lại đang ung dung đi bộ, trong thành vô cùng tấp nập, đầu đầu cũng truyền tay nhau chuyện Thạch Hậu cầm kiếm thi triển thần thông chạm thần linh. Bọn họ tin rằng cậu có thể chém dụng tiên thần cuối cùng đó. Lão ta đi ngang qua nghe được hết thảy, vậy nhưng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đi dạo. Điều mà Thạch Hậu và mọi người thắc mắc là tiên thần cuối cùng đó trước giờ vẫn không có động tĩnh gì cả. Cũng chẳng biết đang ở chỗ nào trong phương trời này. Tên thần đó tiến vào trong tử quán nhâm nhi một chén trà, nhìn vào pháp trận bao bọc xung quanh Thạch Quốc, lão cũng thừa nhận pháp trận này không phải tầm thường. Trước đó, lão ta từng đến Hoàng Cung tìm Thạch Hậu để thương lượng một số việc. Đáng tiếc là mọi người lại không biết Thạch Hậu ở đâu, cho nên đành phải ở trong thành chờ đợi. Trong lúc này, Thạch Hậu vẫn ở Thạch Thồn, nhận được tin tức từ Hoàng Cung truyền tới. Ngay trong buổi tối hôm đó, cậu liền cáo biệt mọi người. Mọi người trong Thạch Thôn vô cùng lo lắng, Thạch Hậu biết điều này, nếu có sự lựa chọn thì cậu đương nhiên sẽ không tới đó. Vậy nhưng mà tên kia dùng bách tính cả thành làm vật thế chấp, sao cậu có thể không màng tới chứ? Tộc trưởng Gia Gia đưa cho Thạch Hậu hai món tổ khí để phòng thần. Còn Nguyệt Thiền, thân phận của nàng ta càng không thích hợp tham gia. Sau khi cậu rời đi thì nàng ta chính thức được tự do rồi, tuy nhiên Nguyệt Thiền lại chọn lựa ở lại Thạch Thôn chờ đợi. Sau màn từ biệt đẫm nước mắt thì Thạch Hậu cũng rời đi, trực tiếp quay trở về Hoàng Cung Thạch Quốc. Sau đó sử dụng trung đồng thăm dò và phát hiện vị trí của lão già đó. Lão ta cũng nhận ra sự xuất hiện của Thạch Hậu nên rót một chén nước mời uống. Toàn bộ Hoàng Cung đều có một đại trận thời không. Thạch Hậu bất ngờ xuất hiện bên trong huyết sắc huyễn cảnh. Lão ta tự giới thiệu bản thân tên là Hoàng Vũ, đến từ Tiên Điện. Muốn mời nam chính gia nhập vào Tiên Điện, không biết cậu có bằng lòng gia nhập hay không. Thạch Hậu lập tức từ chối, bản thân vốn đã quen hành động tự do tự tại rồi, nếu gia nhập Tiên Điện thì chắc chắn sẽ phạm môn quy nhiều lần. Cậu định bỏ đi vậy nhưng không được, lão ta điều khiển trận pháp giữ người lại, rồi đưa ra ba điều kiện. Bản thân Hoàng Vũ vốn là thần cầm, nên muốn mượn côn bằng pháp của Thạch Hậu để tăng tiến đạo hành. Hai là muốn xem chi tôn cốt, và thứ ba là muốn phong ấn Thạch Hậu 100 năm để tu vi trong vòng 100 năm không đốt lên thân hòa được. Đây chẳng khác nào là để cho đối phương thao túng sinh tử của mình và rõ ràng là đang ép Thạch Hậu phải đánh một trận. Hoàng Vũ bộc phát lực lượng tạo thành một con hoàng kim hạc tiêu diệt toàn bộ những kẻ đang âm thầm muốn làm ngừa đắc lợi. Lão gọi đây là món quà của mình dành cho Thạch Hậu. Ngoài ra còn lấy tính mạng của người dân ra uy hiếp cậu đồng ý với những điều kiện trên. Thạch Hậu tức giận, càng phẫn nộ hơn khi Hoàng Vũ bắt đầu động thủ nhắm vào người dân. Không còn cách nào khác, cậu phải tung chiêu đánh một kích vào hoàng kim hạc khiến kỹ năng của nó bị gián đoạn. Thủ đoạn của Hoàng Vũ tàn nhẫn như vậy, hôm nay nhất định phải chảm diệt. Việc trước mắt là dẫn dụ đối phương rời khỏi nơi đông dân cư. Lão ta thừa biết ý định của Thạch Hậu nên từ chối đi ra bên ngoài. Đám binh lính Thạch Quốc ồ ạt chạy tới cứu viện. Đối với trận chiến của cường giả thì sự có mặt của bọn họ không những không trợ giúp được mà còn gây thêm thương vong. Thạch Hậu lập tức yêu cầu bọn họ rời khỏi Hoàng Cung. Hoàng Vũ cho biết nếu đã khai chiến thì vừa hay lão có thể hoàn thành tâm nguyện của một vị đại nhân ở thượng giới, đó là lấy mạng Thạch Hậu. Nguyên nhân có liên quan đến Nguyệt Thiền, tương lai nàng ta rất có thể trở thành đạo lữ của vị đại nhân đó. Vì vậy, những việc mà cậu từng làm khiến cho vị đạo nhân kia rất không vui. Bởi chúng đã có ân oán với quỷ ra rồi, bây giờ còn tưởng mình lấy chúa tể. Thạch Hạo đáp trả bằng cách cầm vũ khí lao lên tấn công. Hoàng Vũ thoát ẩn thoát hiện tranh né và đáp trả lại lời chỉ trích của Thạch Hạo. Tiên Điện là nơi được xưng tụng là vùng đất chúa tể và là chúa tể của đám người hạ giới. Vậy nhưng không phải chúa tay của Thạch Hậu, lão ta rơi chén đón đỡ công kích. Thực lực của kẻ này vô cùng mạnh, kết giới bảo vệ Thạch Quốc nhanh chóng vỡ nát, hoàng đồ bị lực lượng nhấc bổng lên không trung. Từ sau khi đột phá cảnh giới tôn giả, Thạch Hậu đã dễ dàng tiêu diệt cường giả thần hòa cảnh. Vậy nhưng, kẻ địch trước mặt này lại cường đại đến khó tin. Đúng là gương càng già càng cay, thậm chí lão ta cũng đoán được ý nghĩ Thạch Hậu định sử dụng bất diệt kim thân để tấn công bất ngờ. Hóa ra tất cả các trận chiến trước đó, Hoàng Vũ đều âm thầm đứng từ xa quan sát, từ đó biết được tất cả chiêu thức mà cậu từng sử dụng. Nếu như không phải vì hiểu rõ toàn bộ thủ đoạn và chiến pháp đối thủ, thì làm sao lão dám hiện thân? Thạch Hạo cũng không ngờ rằng tâm cơ kẻ này lại thâm trầm như vậy. Lão ta thừa nhận, cậu bất kể là dùng thủ đoạn hay trị bàn chiến tích thì đã thắng rồi. Dựa vào tu vi liệt trận cảnh có thể chạm được ba thần, có thể được xưng là thiên cổ kỳ tài. Dứt lời Hoàng Vũ liền tung chiêu, Thạch Hạo tránh né phản công. Hoàng Vũ chỉ cần dùng một tay đã đánh cho cậu sấp mặt. Cậu tiếp tục cầm vũ khí tấn công, hai người ở trong hoàng cung giao thủ kịch liệt. Dù bị yếu thế hơn rất nhiều, vậy nhưng trận chiến này Thạch Hạo nhất định phải thắng. Hoàng cung bị đánh cho tan tành, hai người lao lên không trung. Thạch Hạo dùng toàn bộ lực lượng vào trấn quốc thần kích rồi đâm về phía Hoàng Vũ. Lão ta chỉ cần dùng một tay đã chế ngự được trường kích.
Điều này làm cho Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Đối phương không những dùng tay đón đỡ mà còn có thể tư thần kích đả thương tới thân thể. Đây là dưới trạng thái cậu đang mặc thiên y, chặn lại 9 phần sức mạnh rồi. Nhìn thấy ngón tay lão ta đang đeo một chiếc nhẫn, cậu liền nhận ra Hoàng Vũ đã sử dụng sức mạnh pháp khí. Lão ta thừa nhận chuyện đó, sau đó đánh ra một chưởng. Thạch Hạo nhanh chóng tung chiêu chặn đòn, rồi liên tục tránh né. Vậy nhường chẳng được bao lâu thì đã bị dính một chưởng. Cách biệt thực lực là quá xa, chỉ dựa vào uy lực bảo thuật thì không thể bù đắp. Biết Hoàng Vũ đang quan tâm tới bộ bảo thuật ban nãy mình thi triển, Thạch Hạo liền tìm cách lợi dụng điều này. Cậu ngưng tụ thảo tự kiếm quyết khiêu khích. Vậy nhưng Hoàng Vũ vẫn không hoảng sợ, lão đem toàn bộ bí mật cùng chiêu bài của cậu nói ra. Thạch Hạo vô cùng bất ngờ vì đối thủ đã nắm rõ mình như trong lòng bàn tay rồi. Hoàng Vũ tỏ ra tham lam, sau khi tiêu diệt tiểu tử này xong thì những thứ đó sẽ thuộc về mình mà thôi. Lão tung ra vô số lồng vũ nghiền ép đánh cho cậu rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hô lớn. Sau khi đứng dậy, Thạch Hạo liền bỏ chạy, lão ta vừa truy đuổi vừa tung chiêu kịch liệt, vậy nhưng đều bị tránh né. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, cho nên Hoàng Vũ liền sử dụng đại trận nghiền ép toàn bộ dân chúng trong Thạch Quốc, buộc cho Thạch Hạo phải đứng lại. Chiếc lồng trên tay bị thiêu đốt càng ngắn thì áp lực mà bọn họ phải chịu càng lớn. Khi mà bị thiêu đốt hết thì chính là lúc mà dân chúng trong thành phải bỏ mạng. Thạch Hạo phẫn nộ tung chiêu về phía chiếc lồng vũ kia, quyết tâm phá hủy nó, vậy nhưng không được. Ngược lại còn bị khống chế cứng tại một chỗ và bị ăn một chưởng vào giữa ngực. Thời gian quá khẩn cấp rồi, không thể chậm trễ nữa. Thạch Hạo bất chấp cầm vũ khí lao lên. Lão ta nhẹ nhàng ngăn cản và yêu cầu cậu đáp ứng với 3 điều kiện trước đó. Nó chính là cơ hội sống cuối cùng của cậu vào lúc này. Thạch Hạo kiên quyết từ chối, lão bổ sung điều kiện khác, đồng ý cùng liên thủ với Thạch Hạo tấn công vào Chí Tôn Điện. Chỉ cần tìm được cơ duyên tạo hóa thì cùng nhau hưởng. Nghe nói Chí Tôn Điện đường có các số phận giữa cùng Huyền Thủy Trần dạy. Vậy nhưng lại cần một chút Chí Tôn huyết mới có thể đi vào. Thạch Hạo biết lão ta rõ ràng đang lợi dụng, chú hợp tác cái quái gì. Lão cho rằng sau khi giết chết Thạch Hạo thì cũng có được Chí Tôn huyết mà thôi. Hai người tiếp tục giao thủ, bóng sáng cả hai lao vào nhau kịch liệt. Vậy nhưng từ đầu tới cuối chỉ một mình nằm chính là bị ăn đòn. Cậu định sử dụng giá sức mạnh đến từ Chí Tôn cốt là luân hồi bảo thuật. Vậy nhưng Hoàng Vũ sớm đã nhìn thấu được ý đồ nên Thạch Hạo hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Tuy nhiên, điều mà Hoàng Vũ không đoán được đó là chiến lược của Thạch Hạo lại mạnh hơn. Vì chủ quan nên lão đã bị một đạo sát khí của Chí Tôn cốt bao vây không thoát ra được. Kế tiếp là bị lực lượng của Chí Tôn cốt đánh tan xác. Tưởng là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, vậy nhưng ai ngờ thân ảnh bàn nãy chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Rất nhanh sau đó, bản thể của Hoàng Vũ cũng hiện thần. Thạch Hạo đã bị lừa sử dụng đến bí pháp của Chí Tôn cốt. Trong thời gian ngắn, không thể thi triển kỹ năng này nữa rồi. Hoàng Vũ phóng ra vô số quả cầu lửa. Thạch Hạo không may bị đánh trúng. Lão ta nhân cơ hội đó lao lên, định cướp đoạt Chí Tôn cốt. Suýt chút nữa là thành công. Thạch Hạo liên tục dùng ra bí bảo tấn công. Điều này làm cho Hoàng Vũ cũng cảm thấy bất ngờ và hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Thạch Hạo có rất nhiều pháp khí chân thần, vậy nhưng cần rất nhiều linh khí để phát động, dùng càng nhiều thì tiêu hao càng lớn. Cứ tiếp tục thì chẳng mấy chốc sẽ bị kiệt sức. Đúng vào lúc này, Chí Tôn cốt trên người lại khôi phục, ngưng tụ ra một thân ảnh bằng sức mạnh luân hồi. Thân ảnh đó lao lên khống chế Hoàng Vũ lại, rồi đấm cho lão sấp mặt. Chỉ chờ có vậy, Thạch Hạo liền cầm vũ khí lao lên, tiện đối phương về đất mẹ. Đáng tiếc rằng còn chưa kịp chứng kiến Thạch Hạo làm chuyện đó, thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé!